Bác ơi, có người trong này bác ơi. Mở cửa cháu bác ơi. Bác ơi, ai đấy? Mở cửa cháu ạ. Cháu Huy với Phương đây ạ. Ok. Bác ạ. Bác ạ. Sao lại hai cháu lại bị nhốt ở trong này? Thế thằng Lân đâu? Hôm qua cháu đuổi theo nó rồi bị nó nhốt ở đây ạ. Cái thằng này càng ngày càng hư. À, mà bà nội cháu với cả ông Đại có sao không ạ? À, ông bà ở viện từ hôm qua. Bác sĩ chẩn đoán ấy là bà thì bị bong gân, còn ông thì bị chấn thương đĩa đệm. Ui. Cái thằng Lân này mà không biết nó đi đâu nữa. Thằng Thanh kia, đứng lại. Lên, lên. Dậy này. Mày chết với tao. À, mày. Ui. Đứng lại thằng kia. Đứng lại. Ui. Đứng lại. Điên là mà đứng lại. Đứng lại. À, bỏ tôi ra. Nhập viện được không hả? Mặc kệ tôi đi, ai khiến cô quan tâm? Quan tâm ấy thì đưa tiền đây. Bỏ ra. Láo tét này mày. Bỏ ra. Thằng láo tét này mày. Chị ơi, cứu em với chị ơi. Cứu em. Chị ơi, cứu em. Chị ơi, cứu em với có ai không? Chị ơi đừng bỏ em chị ơi. Chị ơi, đừng tay, đừng tay. Bám chắc vào. Chị ơi. Cứu ơi! Một, hai, ba! Cẩn thận đây! Một, hai! Cố lên! Có sao không? Cẩn thận! Mình ra đây! Mình ra đây! Tỉnh chưa? Tao hỏi mày tỉnh chưa? Bố mẹ cho mày mạng sống vì mày giống như thế à? Hả? Bố mẹ em chết rồi đâu? Thì sao? Bố mẹ chết là bố mẹ có lỗi với mày à? Hả? Mày xem mày sống như thế này có đáng không? Mày sống như thế này có đáng không? Một lần. Còn bà nữa. Bà thì sao? Hả? Ai dạy mày đấy? Ai dạy mày đấy? Ai dạy mày ăn cắp? Ai dạy mày láo tét? Phương! Phương ra! Em xin lỗi! Em biết lỗi của em rồi chị ơi! Tao là Phương! Mày nhớ cho kỹ vào! Tao là ai? Chị là Phương ạ! Không. Phương.